Ok, xin chào các bạn ha. Bây giờ mình sẽ đến với cái trải bài tháng 10 nha. Thì bây giờ mình sẽ có 3 tụ bài ha. Các bạn có thể xem trên đây ha. Hình thứ nhất tượng trưng cho cái tụ bài số 1. Hình số 2 tượng trưng cho tụ bài số 2. Hình số 3 tượng trưng cho tụ bài số 3. Rồi, các bạn có thể bấm đứng màn hình lại để chọn cho mình ha. Các bạn xem cho bài riêng có thể inbox giùm cho mình. Và cảm ơn các bạn đã donate cho mình thông qua cái Momo ha. Bây giờ mình sẽ đến cái tụ bài số 1 được chưa các bạn? Rồi, ok ha. Tụ bài số 1 của chúng ta. Rồi, tụ bài số 1 của chúng ta bắt đầu ở 1 phút 11 ha bạn ha. Ở cái năng lượng của cái tụ bài số 1 thì đầu tiên là mình sẽ cảm nhận được điều gì và cảm thấy điều gì. Thì mình cảm thấy rằng là khi mà mọi thứ trong cái cuộc sống của bạn nó được đưa về cái thì hiện tại, tức nghĩa là bạn bắt đầu nhìn nhận ra những cái vấn đề mà nó chưa có được ổn định, ổn thỏa trong cái cuộc sống, trong những cái mối quan hệ của bạn. Đó, thì cái thời gian này là cái giai đoạn để bạn đưa tất cả về hiện tại và để chữa lành cho chính bản thân của mình. Và bạn bắt đầu sẽ nhìn sâu sắc hơn về trong bên trong của bản thân bạn, bắt đầu fix hoặc là sửa chữa những cái nguồn năng lượng trong cái cuộc sống của bạn. Ví dụ như là để nâng cao cái trực giác của bạn hơn, ví dụ như là để bạn tự tin hơn, hoặc là để bạn có sự kết nối những cái cảm xúc liên quan đến bản năng giới tính, sự tồn tại nó tốt hơn đó, nó cân bằng hơn, hoặc là những cái vấn đề liên quan về sáng tạo nó tốt hơn đó. Thì cái năng lượng này á, khi mà bạn đang tương tác với bất cứ một cái người nào mà trong cái năng lượng tình cảm này nó có cái sự thu hút đam mê, nó có một cái dấu hiệu của cái sự báo hiệu rằng là giữa trong cái cuộc sống bạn hiện tại nó đang bị chi phối rất là nhiều bởi những cái thuộc gọi là mình tạm gọi là số phận, tạm gọi là định mệnh, nhưng mà nó cũng có nghĩa là những cái điều mà đang xảy ra là những cái điều mà phải xảy ra đối với bạn trong cái thời điểm này, trong cái giai đoạn này. Thì mình cảm thấy nó giống như là một cái kết nối mà nó gọi là cái người này có thể là the one của bạn, nhưng mà cái người này cũng có thể là ngọn lửa sinh đôi của bạn, nhưng mà cái người này cũng có thể là cái người mà buộc lòng sẽ phải đến để khiến cho cái cuộc sống của bạn nó sẽ cần phải có cái sự thay đổi. Hoặc là trong cái năng lượng này mình vẫn cảm thấy rằng là bạn có cái điều gì đó phải học, bạn có cái điều gì đó phải bùng nổ hoặc là giải thoát bản thân mình khỏi những cái vòng xoay sự lặp đi lặp lại trong cuộc sống. Ví dụ như là bạn cứ trải qua những cái chuỗi ngày như vậy, và mình giả sử như là bạn là một người nội trợ đi, bạn sẽ trải qua những cái cuộc sống mà cứ tới lui như vậy, thì đã đến lúc bạn sẽ phải học những cái bài học mới hoặc là phải thay đổi. Nếu như bạn có một mối quan hệ mà nó cứ rất là đam mê luôn, nhưng mà nó cứ chia tay, nó cứ bị đổ vỡ, nó cứ bị tạm ngưng kết nối, nó lại bị những cái vấn đề đó, thì đến cái lúc này nó cũng cần phải có cái sự thay đổi như vậy đó. Và năng lượng này thì mình thấy rõ ràng là sẽ có một cái người mới bước vào trong cái cuộc sống của bạn ha. Và mình nghĩ rằng là cái năng lượng này nó sẽ tốt hơn nếu như bạn kết nối những cái điều gì đó đơn thuần hơn về gia đình ha, đơn thuần hơn về việc chăm sóc những đứa trẻ, đơn thuần hơn về cái việc đó là mình sẽ ngắt kết nối với lại một số mối quan hệ mà rối hoặc là mối quan hệ không tốt, để mình trở về với lại những cái kết nối cơ bản, những cái kết nối giống như là không có xô bồ, những cái kết nối đó, nó bình yên và nó vui vẻ và nó tự nhiên và nó tự do. Thì nếu như mà bạn tháng 10 này á, cái khả năng mà bạn làm việc hoặc là độc lập trong cái công việc hoặc là tiền bạc thì nó lại rất là tốt đối với bạn. Có thể là bạn sẽ xây dựng vấn đề làm việc, kết nối với những người khác để làm việc, để kiếm tiền, để tạo ra tiền bạc. Hoặc là bạn có thể là kết nối với những người khác rất vui vẻ, nhưng mà trên cái tinh thần đó là những cái sự kết nối này là bạn mong muốn và nó mang niềm vui cho bạn, chứ không phải là những sự kết nối bạn bị ép buộc. Thì cái năng lượng này á, nếu mà nói về cái tháng 10 của bạn thì mình nói là nó rất là tốt về cái vấn đề việc là nếu bạn độc lập bản thân của bạn, nếu bạn làm một điều gì đó mà dành cho bản thân của bạn,
đó, mà không có liên quan đến cái vấn đề là bạn phải kết nối với cái người này người kia trong những cái mối quan hệ rối rắm nha. Đó, bạn làm cái điều đó vì bản thân bạn, ví dụ bạn đi làm kiếm tiền cho bản thân của bạn, bạn đi gặp gỡ bạn bè này nọ cho cái niềm vui của bạn, cho những cái điều bạn mong muốn đó, thì mình cảm thấy cái điều đó giống như là ước mơ của bạn trở thành sự thật và bạn mong muốn điều đó nó sẽ được thành hiện thực. Ví dụ như thậm chí là bạn chia tay với cái người cũ hay bạn cắt kết nối với ai, bạn muốn gặp lại cái người đó, mình nghĩ là bạn cũng sẽ gặp được chứ không phải là không gặp được. Cái vấn đề là bạn với cái người đó như thế nào trong cái tương lai như thế nào đó là mình không có nói tới, nhưng mà cái năng lượng này là cái năng lượng mà bạn cần có một năng lượng của cái sự độc lập một mình cơ bản, quay về với bản thân của chính chính mình, thì bạn sẽ rất là thành công, thì bạn sẽ nhận được rất là nhiều nhiều những cái tin tức rất là tích cực, hoặc là bạn sẽ nhận được những cái giải thưởng, những cái sự công nhận, những cái điều gì đó trong cái cộng đồng, trong cái sự công khai, trong cái sự kết nối với mọi người. Và mình nghĩ rằng là cái giai đoạn này cũng cần phải nhẫn nại, hãy lắng nghe trực giác của mình nhiều hơn nữa. Mình cứ cảm thấy là ở năng lượng này là bạn bạn ở trong một cái năng lượng chính của bản thân bạn, là một cái vị hoàng hậu, là một cái người rất là tốt đẹp, biết chăm sóc bản thân mình, biết yêu thương bản thân mình, biết kiếm tiền để lo cho bản thân mình và có tiền để mà sử dụng cho bản thân mình, và cũng gọi là một cái người mà có một cái sự nuôi dưỡng, một cái sự gọi là giống như là mình gọi là tu dưỡng những cái phần ẩn ở bên trong rất là tốt ha. Đó thì mình cũng thấy được là năng lượng này á, nó thêm một lần nữa nó yêu cầu bản thân bạn là phải cố gắng tìm kiếm những cái giá trị cao hơn nữa, tốt hơn nữa trong cuộc sống của mình, để cắt bỏ, để loại bỏ, để phá vỡ một cái vòng xoay sự lặp đi lặp lại trong cái cuộc sống của mình. Nếu như mà bạn có tương tác với ai á, thì mình cảm thấy là cái người đó họ theo dõi bạn, hoặc là họ kết nối với bạn âm thầm ha, có nghĩa là họ họ để ý đến bạn nhưng mà họ không có nói cho bạn biết đó, mà họ âm thầm để ý. Thì cái năng lượng này là deliver, thì mình thấy là cái người đó là còn tình cảm với bạn và có cái tình yêu với bạn, là mình thấy là như vậy. Và cái người này có thể cho dù sự thể hiện của họ là lạnh lùng đi chăng nữa thì họ vẫn để ý bạn và họ vẫn có cái tình yêu với bạn. Ở đây là cái chữ yêu ha bạn ha. Đó. Còn cái năng lượng mà cho cái tháng 10 ấy, thì mình thấy là nếu bạn muốn kết nối hoặc là bạn muốn vui vẻ, hòa đồng, hòa nhập một cách gọi là đơn thuần thôi, chứ mình không nói về cái việc là bạn giải quyết cho rõ ràng hay cho ra được một điều gì, thì mình thấy là được ha. Cái người đó, đối phương đó của bạn á, họ cũng có cái tôi cao và cái sự tự tin riêng của họ, và họ cũng có cái sự gia trưởng riêng của bản thân họ. Ở cái năng lượng này á, thì mình chỉ nói rằng là cái người đó còn tình cảm với bạn và họ không thể nào bỏ bạn ra khỏi đầu óc, có nghĩa là cho dù bạn người đó không có xác nhận, không có bất cứ điều gì, nhưng mà họ vẫn có một cái gì đó lo lắng cho bạn đó. Mình thấy là như vậy ha. Ok, thì cái năng lượng này nếu mà bạn có những cái kế hoạch đó cho cái cuộc sống của bạn á, thì mình vẫn thấy là ok nha. Rồi, năng lượng này thì cứ tập trung vào bản thân của bạn. Còn cái người mà bạn đam mê, mà bạn có những cái vòng xoay với họ, những cái sự lặp đi lặp lại với họ, thì mình nghĩ rằng là cái cơ bản trong cái việc mà bạn với cái người này không có tới được với nhau, mà tại sao người này vẫn yêu bạn, thì đó là cái vấn đề giải quyết khác đi. Về họ không có thể nào đưa bạn là trung tâm hoặc là tập trung mọi cái nguồn lực trong cuộc sống vì bạn được. Ví dụ họ có thể quen bạn, họ có thể này nọ kia, nhưng họ không thể cưới bạn, không thể cho bạn được một cái gì đó xứng đáng thực sự rõ ràng dài lâu với bạn, bởi vì họ mắc kẹt trong những vấn đề đó. Cho nên là họ đối với cái câu chuyện này á, thì bạn vẫn là một cái nhân vật ẩn phía sau, vẫn là một nhân vật dự phòng đó. Ok, mình sẽ kết thúc giải bài số 1 ở đây ha. Các bạn xem giải bài riêng thì inbox giùm cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 2 ha. Tụ bài số 2 của chúng ta sẽ bắt đầu ở 9 phút 50 đi bạn ha. 9 phút 50 cho cái tụ bài số 2.
Thì ở cái năng lượng này á, thì mình cảm thấy rằng là hãy quyết định một cái điều gì đó trong cái vấn đề tình cảm nói chung và trong những cái vấn đề cuộc sống nói riêng bằng bằng việc khi bạn quyết định điều đó, bạn được là chính bản thân bạn, bạn cảm thấy điều đó thoải mái, bạn cảm thấy bạn dịch chuyển cuộc sống với cái linh hồn với cái linh hồn của bạn hòa chung với cái cuộc sống này, giống như một cái điệu nhảy mà nó đồng điệu ha bạn ha. Và bạn quyết định điều đó là bạn cảm thấy là bạn có thể gọi là cảm thấy không có xấu hổ, cảm thấy không có ngại ngùng, cảm thấy là mọi thứ nó đều là bản thân mình là như vậy, tính cách mình là như vậy, mình thẳng thắn với cái điều đó, mình nhìn nhận với cái điều đó. Thì mình thấy là trong cái năng lượng này là thí dụ như bạn có kết nối với ai á, thì mình vẫn cảm thấy là kỳ vọng rằng cái mối quan hệ kết nối đó nó vui vẻ, nó là những cái người bạn, nó là những cái kết nối mà đầu tiên gọi là phải thoải mái, phải là bạn là chính bản thân của mình, chứ bạn không phải là đeo một cái mặt nạ, hoặc bạn không phải là một cái năng lượng mà bạn không có được tự do, không có được giải phóng. Tại vì ở đây nó giống như là nó là một cái gì, nó kêu bạn rằng là bạn hãy cởi bỏ những cái sợi dây mà trói buộc bản thân bạn, hãy cân bằng cái cuộc sống của bạn, hãy cân bằng năng lượng trong cái cuộc sống của bạn, hãy có thể gọi là mạnh mẽ dũng cảm bước ra khỏi cái vùng an toàn của bạn, hãy thay đổi ha, hoặc là có thể rằng là cái tháng 10 này sẽ là cái tháng có cái sự thay đổi đến trong cái cuộc sống của bạn, có nghĩa là cuộc sống của bạn nó sẽ không mãi mãi là một cái chiều hướng như vậy. Và mình thấy là thậm chí là mình nghĩ là có một cái người mới đến với bạn trong cái năng lượng này đó, và mình cảm thấy là bản thân của bạn á, cứ cứ ở đứng ở một cái cửa giữa, đứng ở một cái ngã ba đường mà bạn không có quyết định, hoặc là bạn chưa có dũng cảm chữa lành xong bản thân mình để mà quyết định. Thì mình thấy đầu tiên á, là bạn phải tìm ra cái mục tiêu trong cuộc sống và mục đích trong cuộc sống của bạn đã. Khi bạn có những cái điều đó và nó mạnh mẽ và nó lớn và nó giúp cho bạn tìm thấy bản thân của mình, tìm thấy cái nét đẹp bên trong của bản thân mình, tìm thấy cái sự đồng điệu với cái tâm hồn của bạn, bạn sẽ chữa lành được bản thân bạn và bạn sẽ không có cảm thấy bản thân mình có lỗi hoặc bản thân mình xấu hổ hoặc bất cứ điều gì. Thì lúc đó cái sự kỳ vọng một cái năng lượng cực kỳ lớn đến với trong cuộc sống của bạn để thay đổi cái cuộc sống của bạn, nó mới gọi là tốt cho bạn. Và mình cảm thấy rằng là thí dụ như bạn bị hẹp hòi trong một mối quan hệ nào đó, bạn không tốt trong mối quan hệ nào đó, thì cái mối quan hệ đó đó mình cảm giác là nó sẽ không có thay đổi nhiều nha. Nó sẽ không có thay đổi nhiều, nó sẽ không có thay đổi nhiều như cái kỳ vọng của bạn đâu. Giống như là bạn có kỳ vọng rằng là người đó sẽ kết nối lại, hoặc là người đó sẽ là tất cả của bạn, hoặc người đó sẽ cưới bạn, hoặc bất cứ điều gì để rồi vượt qua khỏi những cái vấn đề gia đình hoặc là những cái vấn đề đạo đức xã hội để mà kết nối với bạn, thì mình nghĩ là nó sẽ rất là khó. Và cái năng lượng này mình cũng nói với bạn là bạn hãy ngưng cái việc so sánh giữa mình với lại những người khác, hoặc là ngưng cái việc là để tâm đến người khác quá nhiều, hoặc ngưng cái việc là đua đòi theo hoặc là chạy theo những cái suy nghĩ phù phiếm ở bên ngoài, mà hãy tập trung sống cái cuộc sống của mình, hãy nắm vững cái năng lượng của bản thân mình. Đôi lúc á là bạn sẽ đeo một cái mặt nạ cho bản thân của bạn, nó sẽ khiến cho bạn nặng nề. Ở đây á là mình nói là nói chung thôi, nhưng mà không phải ai cũng vậy và không phải ai cũng cái năng lượng nhiều như vậy. Có thể là bạn có một chút thôi, và với một cái kiểu một chút của bạn nó không phải là một cái gì đó xấu, nó không phải một cái tính cách gì đó xấu, mà chẳng qua rằng là bạn quên rằng là bạn cũng có những cái nét đẹp riêng, bạn cũng có những cái điều tuyệt vời, và đôi khi bạn cũng hơi bị để ý hoặc là tập trung vào cái người khác đó. Ví dụ như là họ có cái này hơn mình, hoặc là họ có một cái người yêu thế này thế nọ thế kia đó. Đôi khi đó là khi mà mình có cái sự ghen, hoặc là mình có sự để tâm, mình có cái điều gì đó để tâm đến người khác, tức nghĩa là mình đang không có được điều đó nên mình mới như vậy. Và việc mình không có được cái điều đó mà mình phải nhìn nhận điều đó, và mình bắt đầu tập trung xây dựng điều đó cho cuộc sống của mình, và mình quên đi những cái năng lượng của những cái người khác, thì nó sẽ giúp cho cái cuộc sống của bạn càng ngày nó sẽ càng có cái sức mạnh, nó có càng có những cái sự rõ ràng. Chứ khi mà mình không tập trung chú ý cái hướng năng lượng của mình, hướng suy nghĩ của mình, nó lại đi tập trung vào những cái người khác, thì nó lại mất đi những cái giá trị trong cái cuộc sống của mình. Lúc đó mình càng chỉ cảm thấy rằng là giống như là cỏ bên kia đồi thì vẫn là tuyệt vời hơn, đẹp hơn, thơm hơn, hoa bên kia đồi thì cũng xinh hơn, ví dụ vậy đó. Thì nó sẽ làm cho bạn cứ hằng những cái điều bạn cảm thấy rằng là người ta được mà mình không được, tức nghĩa mình cứ tập trung vào cái việc
là mình không được thì nó lại không tốt. Mà nói chung nha, năng lượng này á, thì mình nói là cái người mà kết nối với bạn á, thì họ cần bạn. Và mình nghĩ rằng cái vấn đề rằng là cái nguồn năng lượng này là nó vẫn có cái sự kết nối ở trong bạn. Dù là đôi lúc á, bạn không có tin tưởng hoặc là không có cảm thấy là thoải mái à, nhưng mà nhìn chung thì mình vẫn cảm giác rằng là cái này là có, tháng 10 này là nó có khá là nhiều cái công việc khiến cho bạn áp lực đó. Và mình cảm thấy như là bạn phải lấy thật là nhiều những cái sự tự tin dồn vào bản thân của bạn, chứ nếu như không á, thì bạn sẽ bị cô lập bốn bề bởi những cái gọi là những cái sự vất vả, những cái cảm giác như là mình bị từ chối, cảm giác như là mình nghèo nàn, mình không có được cái tình cảm hay mình không có được một cái cuộc sống như cái người khác đó. Mà hãy tập trung vào cái việc là lead cái cuộc sống của bạn, dẫn dắt, chủ động trong cái cuộc sống của bạn, chủ động trong những cái vấn đề, những cái điều này kia trong cái cuộc sống của mình. Năng lượng này á, thực sự thì mình thấy nó không có xấu, nhưng mà nó hơi kiểu như là bị phân tán. Những cái năng lượng phân tán tháng 10 ha, bị phân tán. Còn nếu như á, năng lượng này mà nói về bạn có thể gặp người mới thì mình nói là có gặp người mới, có gặp người mới nha. Có gặp người mới và mình thấy rằng là nếu khi mà bạn gặp cái người mới á, mà bạn kết nối được với cái người này để chữa lành, hoặc cái người mới này của bạn có thể là cung Bảo Bình, cung Song Tử, có thể là cung Kim Ngưu, vân vân, thì năng lượng này mình nghĩ là bạn nên kết nối với cái người mới. Và nếu như bạn có đang tương tác với một ai đó thì mình thấy rằng là cái người cũ hoặc cái người đó của bạn á, là họ cũng không có rõ ràng trong những cái vấn đề tình cảm với bạn. Nó giống như là có những cái suy nghĩ hoặc là có những cái sự lo toan hay là có những cái sự gọi là không có tập trung. Thì năng lượng này thì mình vẫn cảm thấy là nó sẽ là một năng lượng mà nếu bạn muốn kết nối hoặc nói chuyện hoặc gặp gỡ người này thì được. Nhưng mà mình sẽ không nói về cái chữ yêu với cái mối quan hệ này. Mà mình nghĩ là cái tình yêu này á, nói chung đây là một mối quan hệ ba người. Và mình nghĩ là cái người này trong cái giai đoạn này họ sẽ hơi né tránh hoặc là hơi kiểu như là không thể nào thể hiện được với bạn rằng là họ làm điều đó, họ làm được cái điều đó cho bạn. Và mình thấy rằng là nói chung về cái tình cảm thì mình không nói là người đó không có tình cảm với bạn, mà mình cảm thấy cái người này đang có một cái trách nhiệm gia đình hoặc một cái trách nhiệm gì đó trong cái gia đình của họ, gia đình cha mẹ hay là gia đình vợ chồng gì đó của họ. Và mình cảm giác thấy là nó đang rối ha bạn ha, có thể là nó đang không có được thuận lợi về cả hai bên đó. Thì nó nói chung là những cái vấn đề gì mà nó liên quan đến cả hai bên và một mối quan hệ ba người thì nó không bao giờ nó ổn được cả, bởi vì họ chạy về bên kia rồi chạy về bên này, gây gổ với bên kia cũng ảnh hưởng đến bên này, mà bây giờ yêu bên này thì cũng ảnh hưởng bên kia. Nói chung là nó là năng lượng như vậy. Và tự bản thân của chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi khi mà phải va vào một cái năng lượng mà rối như vậy. Tại vì trong cuộc sống này chắc chắn là mình sẽ có một cái người để dành riêng cho mình, dành riêng chỉ cho một mình thôi. Nhưng mà quan trọng là mình có vượt qua được để tìm hoặc là gặp đến cái người đó hay không, hay là mình chấp nhận một cái giá trị rằng là bên này bên kia, hoặc là mình cứ đứng cái việc là giống như nhấp nhởm trên dưới trước sau mắc kẹt như vậy ha. Đó thì cái việc quyết định là chúng ta phải quyết định, còn cái trải bài nó là cái năng lượng chung và cái năng lượng dự đoán cho cái tương lai đó. Nhưng mà nếu mà nói về cái vấn đề là cái tháng này nó nói lại một lần nữa đó, kiểu như là ngoài những cái vấn đề tình cảm đó thì mình vẫn cảm thấy là bạn sẽ có những cái tin tức, những cái cơ hội nó cũng rất là vui vẻ. Mà mình thấy rằng là ở đây nó giống như nó cứ nói bạn là hãy thay đổi cuộc sống mình ngay bây giờ đi, hãy thay đổi cuộc sống mình đi, hãy làm cái gì đó để thay đổi cái cuộc sống của mình đi. Đó, đó, hãy phát triển cho một mối quan hệ nó lên một cái level mới đi. Còn nó không phát triển được lên level mới thì phải coi lại đi. Giống như là kiểu như là đừng có đứng ở đó nữa, đừng có đứng trông chờ, giống như đừng có chờ xung đụng nữa. Đôi khi mình cũng phải đứng lên, mình cũng phải nhướng lên, mình cũng phải làm cái gì đó để năng lượng của mình nó đỡ bị mắc kẹt, nó bớt mắc kẹt lại. Đó là như vậy ha. Ok, mình sẽ kết thúc cái trải bài số 2 ở đây. Các bạn xem trải bài riêng có thể inbox giùm cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trải bài sau ha.
Giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 3 ha bạn ha. Ok. Rồi, tụ bài số 3. Ok, tụ bài số 3 của chúng ta mình sẽ để ở 20 phút 20 cho cái tụ bài số 3 nha. Cái tụ bài số 3 này thì mình thấy là nó rất là tuyệt vời và nó rất là tốt luôn. Nó giống như nó là nó đang gọi là bạn bắt đầu có những cái câu trả lời thích đáng cho những cái chuỗi thời gian qua của bạn, rằng là ai sẽ là cái người mà mình có thể yêu, mình có thể được chinh phục, hoặc là mình có thể được kết nối, ai sẽ là cái người phù hợp với mình đó. Và mình cảm giác thấy là cái năng lượng này nó sẽ là một cái năng lượng tình cảm, mà cái tình cảm này nó là, nếu như mà bạn có một cái câu chuyện tình cảm mới thì nó là một mở một cái cánh cửa lãng mạn tuyệt vời cho bạn. Và năng lượng này là nó làm mở cả cái cánh cửa tiền bạc và cái cánh cửa tình yêu cho bạn luôn, là mình thấy là như vậy. Và mình cảm giác thấy là cái kết nối này của bạn á, nó có vẻ giống như là ở đây, nếu như thực sự mà nếu mà nói là nó sẽ có hai kết nối. Một cái kết nối á, là nó sẽ soi chiếu bản thân bạn rất là nhiều, và soi chiếu những cái nỗi đau, soi chiếu với cái người đó và cho bạn thấy được những cái nỗi đau của bạn, cho bạn thấy được cái con người chưa có hoàn thiện của bạn để bạn hoàn thiện. Và bạn sẽ có cái câu trả lời về cái câu chuyện tình cảm đó. Ví dụ như mình nói là bạn cứ thắc mắc và bạn suy nghĩ rằng là liệu rằng là giống như là mọi thứ nó sẽ như thế nào, liệu rằng cái tình cảm này nó hai chiều hay một chiều, hay là mình phải làm như thế nào đó. Trong cái câu chuyện tình cảm này thì cái giai đoạn này nó sẽ tới, thì mình cảm giác thấy như cái mối quan hệ của bạn với cái người mà karmic relationship đó đó, nó sẽ là nó giống như nó sẽ có một cái, có cái sự nóng nảy, và nó sẽ có những cái giai đoạn mà nó gọi là nó yêu cầu bạn phải học cái cách thông cảm, cái cách bao dung, phải một, trong một mối quan hệ không phải lúc nào nó cũng chỉ tốt không, lúc nào nó cũng chỉ là màu hồng không, mà đôi khi nó sẽ cần cái sự hỗ trợ giúp đỡ của cái người đó ha, và phải yêu cầu của bạn nữa, giống như là có lúc người đó cần mình thì ngược lại mình cũng sẽ đáp ứng lại những cái điều đó. Nhưng mà mình cảm thấy năng lượng này là bạn có người yêu, hoặc là bạn đang yêu, hoặc là bạn sẽ có cái cơ hội yêu và kết nối với những cái người cùng, có thể là cùng Bạch Dương nhưng mã Sư Tử, hoặc là cũng có thể là cùng Thiên Bình, cũng có thể là cùng Song Ngư Cửu Giải Bọ Cạp đó. Và mình nói chung ha, năng lượng nam nữ gì đó bạn có thể đổi chiều, hoặc là bạn có thể xem coi cái năng lượng nào phù hợp với bạn thì bạn đón nhận. Thì cái năng lượng này mình cảm thấy là hình như là được cả tình yêu và được cả tiền bạc ha. Đó, thì năng lượng này mình nghĩ là bạn có thể là có sự chuyển nhà, hoặc là thay đổi chỗ, thay đổi cái nơi ở, thì cái chỗ gì đó của bạn. Thì cái năng lượng này mình thấy là nó tốt lắm. Nó tốt theo cái kiểu là cho dù là mình có bị dướng vào một mối quan hệ karmic relationship, hoặc có dướng vào một cái mối quan hệ mà tạm chia tay hay tạm như thế nào á, thì rốt cuộc thì những cái điều mà bạn đang trải nghiệm như vậy á, và cái người mà karmic đó của bạn á, cũng là cái người past life relationship của bạn á, thì cũng sẽ mang đến cho bạn được rất là nhiều cái cảm xúc tình yêu tuyệt vời. Chứ không phải là nói chung rằng mình thấy là cái trải bài này là nó có lợi cho bạn, cái năng lượng này là nó có lợi cho bạn rất là nhiều đó. Thì mình nghĩ là bạn cũng sẽ có cái sự phòng thủ đó. Nhưng mà cái này, năng lượng này á, là có thể là bạn sẽ vượt qua được cái giai đoạn khó khăn nhất, hoặc là đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của mình đó. Giống như là bạn sẽ có thêm được một người bạn, một người bạn bè đó ha, bạn bè ha đó. Và bạn sẽ gặp gỡ được những cái người, một số người mà cũng rất là dễ thương, bạn bè đó, trong cái cuộc sống của bạn. Người đó có thể là kim ngưu ma kết sử nữ, nhưng mà cũng có thể là bất kỳ cái cung nào nha. Đây, thì cái năng lượng này á, mình cảm thấy là trong đây có năng lượng người cũ, mà người cũ thì mình không có thấy là nó xấu, nó không có xấu, năng lượng này không có xấu đó. Cái năng lượng này á, là bạn đang nâng cấp cuộc sống
của mình bằng cái năng lượng tốt hơn nha. Đó, thì cái đối tượng mà bạn đang quen hoặc đang tương tác hoặc bạn đang nghĩ tới, cái đối tượng đó đó thì mình thấy là họ có vẻ như là có rất là nhiều những cái sự nóng nảy hoặc là những cái cảm xúc dành cho bạn, nhưng mà những cái cảm xúc này nó có thể nó không được thỏa mãn hoặc nó chưa được thỏa mãn, nên nó khiến cho mối quan hệ của bạn với cái người này là nó hơi nóng nảy và nó hơi khó chịu. Đó, có thể rằng là không có giữ được bình tĩnh, nhưng mà nếu mà nói thì nó đều xuất phát từ tình yêu nha bạn nha. Mình phải nói rằng là cái tình yêu đó nhưng mà bị cản bởi cái tôi đó, cái sự bốc đồng đó, hoặc là cái việc là họ muốn nói rất là nhiều thứ, hoặc là họ muốn biện minh, muốn thế này thế nọ thế kia, họ không muốn bạn rời đi, vân vân. Đó, thì cái năng lượng này là như vậy. Đó, cái năng lượng của cái tháng 10 này nó sẽ là như vậy. Nhìn chung là làm việc có hiệu quả, những cái công bằng sẽ đến với bạn, bạn sẽ hoàn tất được những cái điều mà bạn mong muốn hoàn tất trong cái thời điểm hiện tại của tháng 10. Bạn sẽ hoàn tất được, như là tôi muốn chuyển đồ sang nhà mới thì tôi cũng hoàn tất được điều đó. Ví dụ như là tôi muốn đi nhà thờ, tôi cũng làm được điều đó. Tôi muốn cái việc là tôi không muốn bận rộn nữa. Đó, tôi muốn thay đổi thế nào đó để cho cái cuộc sống của tôi gặp được những cái điều vui vẻ hoặc là được trải nghiệm cuộc sống, thì bạn cũng sẽ hoàn tất làm được cái điều đó. Và mình thấy là cái năng lượng này của bạn là khá là may mắn, khá là tự tin, khá là tốt, cho nên là những cái năng lượng này nó quá trội, nên những cái năng lượng khác, những cái vấn đề khác nó không ảnh hưởng được bạn. Cho dù năng lượng này bạn là người thứ ba, bạn có không có cảm thấy được an ổn, bị nóng nảy hoặc là không giữ được bình tĩnh trong cái mối quan hệ này đi chăng nữa, thì bạn cứ yên tâm rằng là bạn lại có một cái người mới lại kết nối với bạn, chứ không có cần gì phải lo lắng ha. Ok, nói chung là mình nghĩ là chắc là bạn sẽ tiếp tục gieo những cái hạt giống tốt đẹp để bạn được hưởng những cái điều đó. Mặc dù là ở đây mình thấy là bạn đã có sự may mắn về cái việc tiền bạc, quà tặng hay điều gì đó trong cái tháng này. Đó, ha. Ok, mình sẽ kết thúc cái tụ bài số 3 ở đây ha. Các bạn xem trả bài riêng inbox giùm cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trả bài sau.